rất là rõ ngang, mọi người đều thấy ngang, rõ càng ngang, thấy chưa, thấy rất là rõ, và hồi quang ngũ sắc ngang đó, thấy rất là rõ ngang, thấy chưa, thấy chưa, rất chưa, hồi quang tròn đúng không? Hên xui nha, là ở góc độ này nhắm xuống kia cái mít đó đó là cái tua hào quang nha, tới gọng tới đây nè, lớn một vùng hào quang ngũ sắc đàng hoàng, là gì tiếng là cái chấm mốc đó, là gì tiếng cái tên khu đó đó, mà không phải bản thân mình đâu. Tôi thấy là cái đợt hởm đi đòn chung với một cái ông anh ở trên hông, thấy lâu lắm rồi, là cái duyên thôi. Cười thì cũng giống buổi sáng nha, qua cũng mây mù nha, tự nhiên là thấy hào quang điệu chân, thấy phân trường hào quang 5-10 phút vậy đó. Thì con nhỏ cháu á, nó mới quay lại, nó chụp hình, nó coi rồi nó đưa lên máy, nó scan lên đó, nó scan lên cuối cùng có cái đó hào quang đó, thì giống như có cái bóng người vậy đó. À, là nó scan lên nó coi, còn cái ông sư huynh đó, đó, thấy rất là rõ nè, ok, thấy chưa, rõ ràng đúng chưa, có sao? Đó, này phạt cái chính sách chưa, đây là hữu duyên thấy chưa, rồi thấy chưa, công bằng rồi hả, chứng tỏ chưa, à, đúng không, đây là lần thứ hai, chắc có lẽ là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ cung kính Đức Thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, lời nói đầu tiên, Thành Hậu xin chúc cho toàn thể cô bác và anh chị em xem trên màn ảnh nhỏ luôn luôn được bình an sức khỏe. Và Thành Hậu xin chân thành cảm ơn toàn thể chư quý vị đã đăng ký và ủng hộ tinh thần, và những vị mạnh thường quân thì đóng góp tịnh tài vào để cho Thành Hậu là một cái công việc thiện nguyện suốt thời gian qua. Thưa quý vị, sau khi đêm hôm thì Thành Hậu được một người bạn, một người sư huynh đã cho Thành Hậu xem một cái clip. Sau khi một đoạn clip trên một phút đồng hồ thì cái clip này phải nói là một cái người rất là hữu duyên mới gặp được. Và Thành Hậu sau khi khoảng vài ngày nữa Thành Hậu sẽ đi đến đó và để quay trực tiếp lại, nếu có cơ duyên thì ơn trên sẽ cho Thành Hậu thấy những cái gì mà quyền bí của vật Thất Sơn. Nếu nói về Thất Sơn, tức là vùng bảy núi, có rất nhiều những điều tâm linh quyền bí, những điều kỳ lạ. Và xuất hiện đó đây, có những khi quý vị chưa có cơ duyên thì chưa có gặp được. Dạ, nếu có cơ duyên rồi thì quý vị mình sẽ gặp. Cái cơ duyên đó là do sự thành tâm của mình. Đây là Thành Hậu muốn nói lên ánh hào quang xuất hiện trên núi Thiên Cẩm Sơn. Thì đây là một điều chính xác 100%, vì do sư huynh đi giếng non và nơi này đã xuất hiện đôi ba lần, rất là nhiều người hữu duyên đã có gặp. Nhưng mà lạ có một điều quý vị, là tự nhiên sau khi cái hào quang nó xuất hiện ra đó, thì trong cái hào quang đó và có một
giống như một cái dồ nó thiệt là to, và phía trên cái dồ đó có 2-3 người ở trong đó. Nó lạ vậy đó quý vị, cái hào quang ngũ sắc. Cho nên Đức Thầy cho biết A Di Đà dòm xem khắp cõi, đặng trông chờ, đang trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Thì đồng đạo hỏi lên là có nhiều người, 2-3 người đây điện nói với thành hậu, cái hào quang đó là nó như thế này. Thứ nhất, cái điểm mà cái hào quang nó xuất hiện đó là một là Đức Phật A Di Đà đang tiếp dẫn cứu độ một vong linh nào đó mới có ánh hào quang, đạo hào quang. Thứ hai là nơi khu vực đó có người tu đắc đạo. Tại vì trên núi Thiên Cấm Sơn đó quý vị, những nơi mà chúng ta không đến được đó, đây là cái điểm này là khó đến lắm, rất là khó đến. Cho nên thành hậu sẽ đích thân đến đó, sẽ đích thân đi một lần, nếu ơn trên cho phép, thì thành hậu sẽ quay lại toàn bộ những cái đạo hào quang đó. Thì sư huynh này đã bắt gặp được 2 lần rồi, và cái lần cách đây 3 hôm thì một đứa em nghe sư huynh đó kể, thì đứa em này nó muốn coi, muốn gặp, thì sự thiết tha đó thì bỗng đâu xuất hiện liền, xuất hiện liền quý vị. Đó, nhưng mà tại sao xuất hiện trong một khoảng 1 phút thôi, 1 phút 20 mấy giây thôi thì nó hết, mà xuất hiện 2 lần như vậy, xuất hiện 2 lần thì cho chúng ta thấy rằng cái nơi đó có người tu đắc đạo, nó tỏa ra có một cái âm đức. Và cái người nào mà hữu duyên và cái người nào mà thành tâm thiết tha muốn gặp thì sẽ gặp được. Và quý vị trước kia đã có từng gặp đó, thì những vị này ta về ta tu hành rất là chân chánh lắm, rất là tinh tấn. Tại vì mình đã gặp được những cái đạo hào quang đó, một từ trường đó, rất nhiều người không gặp mà mình gặp được là một cái điều rất là may mắn và diễm phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Giống như mình đã gặp được một cái người tu đắc đạo vậy quý vị. Cái đạo hào quang đó là một cái thị hiện của một người tu đắc đạo. Quý vị mình nhìn xem kỹ đi, là nó có một cái tự nhiên, cái đám mây bay ngang, đám mây đó bay ngang, thì bỗng đâu là một cái đạo hào quang ngũ sắc nó hiện lên, rồi nó có một cái giống như một cái dồ đất cao bự đó đang tối thui, và có vài người ở trong đó, và những người này trong đoàn phản ai nấy cũng hết sức là hốt hoảng. Một người thì không tin vào mắt mình những chuyện này, không tin vào mắt mình. Nếu mà cái người bạn này, nếu cái người khác thì thành hậu cũng không tin, nhưng mà đây là một cái người thân tín của mình, một người bạn rất là thân của mình, đã đưa cho gửi cho mình một cái clip. Đây là xin chân thành cảm ơn sư huynh rất nhiều. Nhưng mà thành hậu sẽ đích thân đến đó. Dạ, thì đó là cái điều thứ hai, là cái ánh hào quang này là do một vị tu hành đắc đạo đang tu hành ở đây, cho nên ngài có được cái tha tâm thông, cái túc mạng thông, tha tâm thông, tức là nói về lục thông đó, là biết được cái người nào gần đến và thiết tha mong muốn rằng sẽ gặp được những cái đạo hào quang để về nhà tu hành tinh tấn, thì cái vị này sẽ cho gặp, sẽ cho gặp đó. Vậy thì thành hậu sẽ đi đến đó rồi sẽ giới thiệu nơi đó là chỗ nào, và sẽ sau này quý vị mình yêu cầu thành hậu sẽ hướng dẫn đến đó để coi quý vị có cái duyên lành thấy được hay không. Vậy thì cái điều thứ hai là cái đạo hào quang do cái người tu đắc đạo, người tu đắc đạo có những cái âm đức tỏa ra, tỏa ra, đó là điều thứ hai. Qua cái điều thứ ba, điều này rất trọng tâm. Tại sao?
Tại vì ở trên núi Thiên Cấm Sơn này, Đức Thầy đã có nói trong cái bài Giếng Non Ông Két là lầu đài núi Cấm Lộ Nai Mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành sẽ thấy cảnh bồng lai. Bồng lai tượng trưng là cảnh tiên. Ở nơi cái biển Bột Hải có ba cái núi: Phương Trượng, Chân Châu và Bồng Lai. Cái nơi này gọi là nơi nhược thủy, mà Đức Thầy nói là sao được dựa nơi non nhược thủy đó. Tức là ý nói về cảnh giới tiên. Cảnh giới này là cảnh giới thoát tục của những người tu đắc đạo. Nhưng mà ở trong cái núi Thiên Cấm Sơn chúng ta, tất cả những từ xưa đến nay cũng nhân Bác Giặc Lan là một người khám phá địa nguyệt đầu tiên của nước Việt Nam vào thời kỳ Pháp thuộc. Ông đã đi xuống đây. Và ông đi xuống đây rồi ông gặp những gì quý vị? Ông nói rằng ông cấm Diệu Huyền Chiếu Nguyệt Long, Bát Môn Ngọc Bích ẩn bên trong. Tức là ở trong đây có ngọc ở trong. Ngọc y đa giáp kim khôi mão mà lan thấy tận tường chứ phải không? Rồi ẩn khước từ quan dân lĩnh thánh, sĩ hiền chờ đợi luống chờ trong. Quy hoàng nam bắc niên canh kỹ thì điền phá xích dương giáp ất ông. Tức là ông Bác Giặc Lan sau khi ông xuống dưới, ông gặp lầu đài cát ngọc ở trên núi Thiên Cẩm Sơn đó, thì ông từ giả gia đình và ông trở về đó để tu ẩn luôn. Cho nên mọi người không còn gặp ông nữa, tức là Bác Giặc Lan. Ông tên là Lưu Văn Lan đó quý vị. Vậy thì cái điều thứ ba trọng tâm, tức là mỗi khi mà có hào quang xuất hiện, tại vì trước kia Thành Hậu nhà ở tại cách núi Cấm á, là khoảng 7-8 cây số thôi. Cái năm 80 mấy đó, thì lúc đó Thành Hậu còn nhỏ lắm, thì có những hào quang rất nhiều đó. Đứng bên cái suối bên Thanh Long, nhìn qua bên cái vồ cây quế đó thì có ánh lên hào quang đó. Rồi ở tại nơi cái khu vực vồ Bồ Hông, nhìn xéo qua điện Chư Thần cũng có những hào quang lên đó. Nói chung là rất là nhiều điểm. Nhưng mà mỗi khi những ánh hào quang xuất hiện thì hồi năm 80 mấy đó, người ta lên coi rất là đông. Thì trong vòng vài ngày là cái núi, quý vị, sẽ có một trận cũng như là mưa to gió lớn, làm cho đất lở đá chạy, rất là kinh hoàng, rất là kinh hoàng. Vậy thì ở đây, tức là cái vàng mà ở trong núi Thiên Cấm Sơn chúng ta, mà Đức Thầy cho biết đó, trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Thì mỗi khi mà tự nhiên đây nó xuất hiện lên một cái đạo hào quang, thì để cho chúng ta khích lệ tinh thần rằng cái người tu chúng ta nên, Đức Thầy cho biết là mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Chúng ta nên mau tu gấp quý vị, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Tại vì cuộc sống chúng ta hiện tại bây giờ quý vị mình thấy không, chiến tranh thế giới mà Đức Thầy chỉ biết là gió Á mưa Âu bùng sấm dậy, hải hùng chinh chiến xé sâu nhau, màn trời trở lại màu u ám, khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào. Nào là lầu đài núi Cấm Lộ, nào là chiến tranh, nào là thú hùm. Bây giờ người ta nói sau này chạy giặc, ta hỏi vậy đâu. Mà Đức Thầy nói như gì, làm sao chạy được quý vị? Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đó. Vậy thì ở đây á, những cái điều mà xuất hiện trên núi Thiên Cấm Sơn là báo trước rằng chúng ta nên tu cho mau. Tu mau là gì? Là trao sữa cho lẹ, gần đến gọi là chữ thi, gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ báo rơi. Mà quý vị ơi, Đức Thầy nói là thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta.
hay hoặc là cửu cửu uy nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi, chư ban hạng phục. Đó. Vậy thì ở đây quý vị mình thấy rằng trong cái hiện tại tự nhiên trên núi Ông Cấm xuất hiện những đạo hào quang, chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng đã đánh trống để chuẩn bị vào cái cuộc khoa thi. Trường thi chưa mở trống chưa thùng, trống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trống. Mong ngóng mau mau thấy mặt rồng, bản hổ danh đề tên chí sĩ, đem tài thao lược giúp non sông. Và bên kia đó, thầy Đức Thầy biết là cửu cửu uy nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi. Hên xui nha, là ở góc độ này nhắm xuống kia ngay mít đó, ngay mít đó đó, là cái tua hào quang này tới gọng tới đây nè, lớn một vùng hào quang ngũ sắc đàng hoàng, là gì tiếng là cái chấm mốc là gì tiếng cái tên khu đó đó, mà không phải bản thân mình đâu. Tôi thấy là cái đợt hở đi đòn chung với một cái ông anh ở trên không thấy lâu lắm rồi, là cái duyên thôi. Cười thì cũng giống buổi sáng nè, qua con mây mù nè, tự nhiên là thấy hào quang điệu cho thấy phân trường hào quang 5-10 phút vậy đó. Thì con nhỏ cháu á, nó mới quay lại, nó chụp hình, nó coi rồi nó đưa lên máy, nó ken lên đó. Nó ken lên cuối cùng của cái đám hào quang đó, thì giống như có cái bóng người vậy đó. À, là nó ken lên nó coi, còn cái ông sư huynh đó. Đó, 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 thấy đất là đỏ nè. Ok, thấy chưa? Rõ ràng đúng chưa? Có sao, có sao, có sao, có sao, có sao? Đó, niệm Phật ơi, chính xác chưa? Đây là hữu duyên, thấy chưa? Rồi, thấy chưa? Công bằng. Rồi, hết. Chứng tỏ chưa? À, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đây là lần thứ hai, chắc có lẽ là... Tức là Đức Thầy đã nói rồi là cửu cửu y nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi, chư ban hàng phục. Tức là hiện nay Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, trên năm châu thế giới. Nhưng mà sau này còn lại là Âu Châu và Á Châu mà thôi. Đức Thầy chưa biết là Âu Á lung tung nhuộm máu đào, bá tánh sai xưa mùi phú quý, thì sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Chỉ còn Á Châu, Âu Châu thôi. Vậy thì ở đây đó, tại sao có những đạo hào quang xuất hiện? Đây là chứng tỏ rằng cho chúng ta thấy đó, cái ngày mà gần đến khi cái trường thi mà tụ trường lại đó, học sinh đó quý vị, là sẽ quánh trống lên, gọi là trống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong, mong ngóng mau mau thấy mặt rồng, bản hổ danh đề tên chí sĩ, thì đem tài thao lược giúp non sông. Giúp non sông trong lúc chịu gian trưng, thảm lệ tràn tuôn mãi chẳng ngừng, mịt mịt mờ mờ mưa gió đạn, phong trần đài đoạn mấy mưa xuân. Vậy thì ở đây tức là sự báo hiệu cho chúng ta biết rằng cái khoa thi gần đến, mà Đức Thầy đã cho nói rằng là chữ thi gần chữ sầu bi, gần đến khoa thi rồi, đâu phải mà dễ dàng quý vị. Nào là gió Á mưa Âu bùng sấm dậy, hải hùng chinh chiến xé sâu nhau, màn trời trở lại màu u ám, khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào, hay hoặc là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Hay là khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than déo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu ưu sầu. Đó, mà Đức Thầy nói thêm là đến chừng đó bốn phương có giặc, mà khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Vậy thì ở đây chúng ta nên cố gắng, đã hé lộ những quyền di, đã hé lộ những cơ trời, để cho những cái người thức tỉnh, những người chưa tu nên cố gắng ăn chay cúng lại, ăn chay nè, rồi cúng lại nè, niệm Phật nè, làm lành nè. Đó là những người chưa có bước vào con đường đạo đức, chúng ta nên cố gắng. Chứ để sau này Đức Thầy đã nói cho chúng ta biết rằng rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nói xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Rồi hiện tại bây giờ cái người tu thì chúng ta phải làm sao? Hiện giờ đã có hào quang xuất hiện rồi, thì cái người tu chúng ta nên là ăn chay, phải có tâm chay,
chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Ăn chay đây mà chúng ta là còn cái tâm tham không, sân không, si mê không, còn tất cả những cái chuyện gì khác ăn chay rồi cúng lại nè, chúng ta cúng lại có thành tâm hay không, hay là vô đứng cúng là nhớ chuyện này chuyện kia, rồi niệm Phật là chúng ta có niệm Phật thiết tha hay không, hay là niệm Phật bằng một cách là niệm để cho lấy có mà thôi. Đó là ăn chay cúng lại niệm Phật, rồi làm lành, làm lành đi, làm từ thiện, nhiều khi làm vì danh nè, muốn cho người ta khen mình mới làm, còn người ta không ai khen mình không làm. Rồi vì lợi, tức là vì lợi ích tiền của gì đó, làm từ thiện lợi dụng tiền của vân vân, là lợi. Rồi tình, làm đây mình muốn cho mà lấy lòng một cô nào, một chị nào, một anh nào hay không, đó là danh lợi tình. Vậy thì phải xét lại, cái người tu nên xét lại đó quý vị. Chứ để bây giờ hào quang xuất hiện mà chúng ta còn, đến khi Đức Thầy đã nói rồi, Đức Thầy trở gót, Đức Thầy nói thì sao? Chờ con đầy đủ nghĩa nhân thì ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khung ngôi sứ Phật. Mà ông Tham Tá Ngà ông hơi buồn, Đức Thầy nói là sao? Hiệp hòa nhau chờ đợi năm non, kỳ hỡi ai giữ phận cho tròn, thì sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Đó. Vậy thì hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Thì Đức Thầy gần trở về rồi quý vị, gần trở về rồi. Hôm qua Thành Hậu đi xuống quay cái ông Năm đó, ông Năm ở Dân Nghĩa đó, ông nói rằng ông nằm mộng thấy Đức Thầy, và Đức Thầy nói thôi gán tu đi, ông tu vậy là ngon rồi, được rồi, Đức Thầy khen rồi. Ông mừng lắm quý vị. Hồi lúc Thành Hậu hồi năm rồi, năm trước, mấy năm trước xuống là ông rất là yếu, ông Năm rất là yếu, nhưng bây giờ ông Năm tự nhiên khỏe mạnh lại, cặp mắt thấy xa, ăn uống khỏe mạnh. Ông bị tai biến à, đi không được, nhưng mà bây giờ ông đi lại được bình thường, mà tóc tự nhiên hồi đó bạc bây giờ đen lại. Đúng là lời Đức Thầy đã cho biết mà, chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn. Đây là những phần thưởng cho những người đã, người con nghe lời cha mẹ, những người đệ tử ngoan đạo. Thì Đức Thầy trở về, Đức Thầy nói rằng sao? Lưu ly hữu phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chơn tu đó. Hiện bây giờ đã nổi lên như vậy rồi. Thì nó có ba nguyên nhân. Một là cái người tu đắc đạo ở đó, có những cái từ trường đạo hào quang. Thứ hai, Đức Phật A Di Đà đang phóng quang nhiếp thọ một vị nào tu đắc đạo. Người nào vừa nhắm mắt thì Đức Phật A Di Đà ngài cùng chư thánh chúng phóng đạo hào quang xuống để tiếp dẫn. Điều thứ ba là cho chúng ta thấy rằng là có những kẻ đá nó hở ra, vàng nó già, già rồi. Thì bây giờ vàng nó già rồi thì sao? Thì một ngày nào gần đây nó xì chỗ này, nó xì chỗ kia. Thì vô núi cấm lật ngửa thì vô minh ngay vàng. Đó là người xưa ông Ba Thới đã nói. Đó, thôi vậy thì bây giờ trong cái chương trình hôm nay, Thành Hậu muốn gửi cái thông điệp đến quý vị mình đó, là cho nên chúng ta phải cố gắng lên. Đức Thầy đang chờ đợi mình đó. Chờ con đầy đủ nghĩa nhân để ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Đức Thầy đang chờ đợi mình, và phần thưởng đang sẵn sàng rồi. Trường thi chưa mở, trống chưa thùng, sống chưa thùng, sĩ tử vẫn chờ trống. Mong ngóng mau mau thấy mặt rồng, người bản hổ danh đề tên chí sĩ, đem tài thao lược giúp non sông. Hiện tại bây giờ ở trên kia là kìa trên tiên cảnh, dị ngôi sẵn dành, đạo rải khắp năm canh, tỏ bút dạy tận tường chẳng chút nào sai. Cổ nhân tích để phân bài, đường chân nẻo tránh âu ai ráng tầm. Thiền bát nhã trí tâm trực thẳng, thả ra khơi cứu dẫn khách tràng. Hiện nay chiếc thuyền đạo Đức Thầy đã đậu 83 năm rồi. Chúng ta nên tu mau kẻo trễ hỡi người ơi. Trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Công danh phú quý cuộc đời là tuồng mộng quyển, giấc mơ mau tàn. Tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Một mai cách biệt dương trần, hai bàn tay trắng có phần nào đâu. Chi bằng thức tỉnh tu mau, kịp kỳ long hội xuyết bao thanh nhàn. Mau mau nhẹ bước xước còn, đò chiều chiếc chót rước toàn đường tu. Vậy thì hôm nay đạo hào quang xuất hiện là cảnh tỉnh cho chúng ta thấy rằng những cái nguy biến sắp đến, những cái ngày ban thưởng sắp đến. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao, gọi các linh hồn xuất hiện. Và thì gì thì Thành Hậu sẽ hứa một ngày gần đây, gần nhất Thành Hậu phát thêm tiếp tục là khoảng 400 phần quà nữa.
để cho những cái vị mà tranh thủ trong tháng 7 này để hồi hướng cho bửu quyến gia đình của toàn thể quý vị mạnh thường quân. Thành hậu làm xong thì thành hậu sẽ đi đến trực tiếp ở đó, sẽ quay lại những khoảnh khắc rất đặc biệt cho quý vị mình sẽ xem lại kỹ, nhờ ơn Đức Phật, Đức Thầy và các vị ở đó cho thành hậu quay lại những clip để cho quý vị mình trực tiếp lên xem. Vậy thì mời quý vị mình sẽ đón xem phần tiếp theo. Thành hậu sẽ lên trên núi Thiên Cấm Sơn, sẽ đứng ngay chỗ đạo Hào Quang và phải đích thân đến ngay cái chỗ, cái nơi mà phát sáng đó, coi có vị nào tu đắc đạo hay không, hay hoặc là có một cái gì chuyện lạ hay không. Thôi thì trước khi dứt lời, thành hậu cũng xin cầu chúc cho toàn thể chư quý vị luôn luôn được bình an sức khỏe và tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. Và thành hậu một ngày gần đây sẽ đi đến nơi đó để trực tiếp quay lại, và xin kính chúc cho toàn thể quý vị một lần nữa thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành, tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và quý vị nhớ bấm kênh đăng ký thành hậu cư sĩ để thành hậu sẽ có một cái động lực để có những video mới của quý vị. Thôi thành hậu xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là rõ ngang, mọi người đều thấy ngang, rõ càng ngang. Thấy chưa? Thấy rất là rõ và hồ quang ngũ sắc ngang. Đó, thấy rất là rõ ngang, thấy chưa? Rất chưa? Hồ quang tròn đúng không? Ok chưa? Ok chưa? Tuyệt vời không? Thì hình như là chỗ đó cái gì á. Quang này hiện lên quá hả? Nằm khuôn viên đó đó. Biết đường đâu xuống? Nếu đi xuống là đi qua bên đó, có cái trại bên đó. Rõ lắm nè. Rõ, rõ. Rõ, 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 rõ,